Xin giới thiệu cho mọi người, hôm nay là bữa ăn gia đình của mình nghỉ ở nhà nên mình làm mấy món. Đây là món dưa giá, mình làm hẹ và hành luôn của mình luôn. Mình chỉ mua giá thôi, đây thịt ta chỉ. Cắt đi con, cắt hình hết một đầm đó luôn. Ồ, rồi. Đó, con mình đã uống bánh tráng. Đó, đây là ghẹ nè. Cua ghẹ biển nè. Hấp trứng. Tôm với thịt nướng. Ô mẹ, đó. Ở đây nó có cua hả? Cua nè. Đó. Đâu ghẹ. Trứng. Cua mà không có. Trứng. Có thịt lâm thôi. Toàn trứng. Có cua khác, mà cua nước khác. Chả bì á mọi người. Còn cái rổ rau này là Molly luôn. Ai cũng mơ rổ rau này hết trơn á. Rau này nó cũng mắc ngang con, nữa. Nhất cái dĩa thịt của sao mình này. Đó, cái dĩa thịt này này mà nó sẽ mắc ngang với cái rau không? Chứ không có mắc hơn đâu nha, rổ rau có thể mắc hơn. Rau ngoài Mỹ mắc lắm. Ớt thì mình trồng luôn. Dưa hấu mà mình mua. Cuốn rau không? Bắp Mỹ nè, con mình ăn bắp. Salad với hành. Con trai mình. Gì mà tư tư. Đó. Vịt cá. Vịt cá. Rồi cái cua đó mà giờ đứa này phải ăn. Là cuốn thôi. Tiếp vô hả? Mình dễ ăn con. Thằng ô. Cái đó thằng ô con không biết ăn. Biết ăn luôn. Mình còn còn một hũ dưa giá nữa thấy chưa. Đó, chồng mình thích ăn dưa giá lắm. Con cua mà mình cũng ăn được. Ăn bên Nam là nó sống. Hôm nay làm cái hộp hạnh nhân. Mua một hũ rồi để cho mình ăn đây đó. Rồi. Quá trời rồi. Cái khổ của mình bỏ nhau cờ nhau thái cờ gì collagen gì yếu gì tùm lum yếu mình nằm mất bỏ mình mua nằm mấy hộp hộp 80 mấy lưu hộp mình bao lâu mình ăn nữa ơi mềm cho hết cái này nó là như nè còn có cây giòn như cá ngon không nước cá hay mình còn hầm hai con gà ác nữa kìa chưa ăn nữa thịt nướng để tôm cuốn tôm này tụi nó không thích ăn tôm con mình nó không chịu ăn tôm ngon không ngon mình tập cuốn mình tụi nó cuốn mình tráng hồi nhỏ giờ cho nên giờ nó nó bị cuốn luôn, còn mình bị cuốn luôn. Ờ ra thăm cái nồi à. Ra thăm cái nồi thuốc bắc bắc hầm của mình. Wow. Ngon chưa? Gà bạn gà tìm thuốc bắc đó nha. Ở Mỹ nó bán gà to lắm luôn á. Mình tìm trong nồi này nè. Đó, tiếng hồ đó nha. Đó. Hai con đây cũng phải là 2 kg. Hơn 2 kg tại gà thuốc bắc đây nó bự lắm, gà này nó bự lắm. Đó. Tìm thì mình ăn cơm xong nửa tiếng nữa là mình sẽ ăn con gà này. Nhà mình nó có cái đét. Trong nhà bếp điện. Ngoài này thì xài mình mua cái lò bếp này mình xài ngoài này đó mình nấu nó không hôi nhà ở cửa đó. Chiên xào nấu cá kho thịt. Đậu bánh xèo đó. Còn trong đó nhà lúc nào cũng mở mới lạnh suốt. Trong nhà luôn á, mà nguyên cái nhà như đất ở trên lầu luôn. Cho nên là nó sẽ hôi nhà còn ít nấu ăn cơm nhà ai vậy ở Mỹ thì ai còn vậy không cái cơm bữa hôm mình đi bắt nè nhà mình muối luôn nè thấy chưa sắp ăn được rồi đó con bự nè mình muối con bự nè con sắp ăn được luôn một con nhỏ một con bự nữa mình xin ồ món này ngon quá chồng
bỏ cho ổng đó. Vườn sau vườn mình. Vô vô mình ăn chút nha mọi người. Còn đói bụng rồi. Đó. Mình chuẩn bị xong kết thúc cái video. Đây đây. À mọi người có coi mình like cho mình không có gì đâu xe nha. Cho mình có động lực mình quay những video kế tiếp theo cho mọi người xem nhé. Bye con. Bye bye. Bye. Nói sao? Đóng vỡ nút like. Đóng vỡ nút like. Chồng đóng vỡ nút like hả chồng? Bye bye. Bye bye. Chúc mọi người sức khỏe.